Dạ vâng, ô tô cũ đoàn nghị có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày 26 tháng 10 năm 2021. Em lại tiếp tục lên sóng và báo giá tất cả những mẫu xe 5 chỗ bản hatchback, bản sedan, số sàn, số tự động có đầy đủ các bác nhá. Bác nào mà quan tâm một trong những mẫu xe nào hiện đang có tại cửa hàng bên em, hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Trước đầu tiên là chiếc Kia Morning có năm sản xuất 2016, mang trên mình một lớp sơn màu đỏ, mang biển kiểm soát Hải Phòng hoa phượng đỏ. Một mẫu xe nhỏ gọn, xinh xinh và tiết kiệm nguyên liệu. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 195 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Kia Morning mang thương hiệu Hàn Quốc. Một mẫu xe nhỏ gọn và tiết kiệm nguyên liệu, lốp dép của nó khá là đẹp luôn các bác nhé. Đây là phần nội thất của xe các bác này. Nội thất ghế da màu ghi, màn hình mà cam nồi đầy đủ, bô lăng của nó bô lăng hai chấu các bác nhé. Giá tiền là 195 triệu đồng. Các bạn đã sở hữu một mẫu xe Kia Morning. Form mới rất là đẹp các bác nhá. Sơn xi thì màu đỏ, 195 triệu đồng. Và đây là một mẫu xe Toyota. Vâng, đây là một mẫu xe Toyota Vios. Có năm sản xuất 2011. Phiên bản là số sàn, máy của nó 1.5 máy xăng các bác nhá. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 248 triệu đồng. Vâng, 248 triệu đồng. Nội thất này rất là đẹp luôn. Bô lăng méo các bác nhá. Màn hình cam nồi, màn hình Android, gương kính chỉnh điện, cụp xe. Nguyên bản theo xe. Đây là một mẫu xe bản E, bản đủ các bác nhá. 248 triệu đồng. Các bạn đã sở hữu một mẫu xe Toyota Vios, một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng của đá phá không hỏng. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này, mua được giá nào thì cứ alo trực tiếp cho em các bác nhé. Alo thoải mái luôn, giả giá thoải mái các bác nhé. Được giá em sẽ để cho các bác. Mang biển kiểm soát Hải Phòng hoa phượng đỏ đây, mang nước sơn màu đen. Và đây là một mẫu xe Daewoo Maglert. Vâng, Daewoo Maglert có năm sản xuất 2004. Phiên bản là số tự động các bác nhá, số tự động, máy của nó 2.5 máy xăng, động cơ V6 máy 2.5. Mang biển kiểm soát Quảng Ninh, vẫn còn biển 4 số các bác nhá. Giá tiền thì chỉ có nhô 100 triệu đồng một chút thôi. Đó, 129 triệu đồng. Các bạn đã sở hữu một mẫu xe Daewoo Maglert sản xuất 2004. Thương hiệu Hàn Quốc. Một mẫu xe tiền tỷ ngày xưa, bây giờ giá chỉ có hơn 100 triệu đồng thôi. 129 triệu đồng các bác nhá. Nội thất ghế da hai màu. Sơn xi thì màu đen. Một mẫu xe Daewoo Maglert có năm sản xuất 2004. Và đây là một mẫu xe Kia Morning nhỏ gọn, xinh xinh và tiết kiệm nguyên liệu, sang ăn như người, mang biển kiểm soát Hà Nội. Sơn xi thì màu đỏ. Với giá tiền trước này là 195 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Kia Morning có năm sản xuất 2009. Một mẫu xe nhỏ gọn, xinh xinh và tiết kiệm nguyên liệu. Hàng nhập khẩu nguyên trước các bác nhá. Mang biển kiểm soát Hà Nội này. La răng đúc 4 bánh, túi khí ABS đầy đủ, gương kính chỉnh điện các bác nhá. Kia Morning, con này là số thẳng các bác này. Bác này bác đang xem xe các bác nhá. Màn hình cam nồi đầy đủ các bác nhá. Một mẫu xe Kia Morning dễ đi, dễ dùng, dễ sử dụng, không hay hỏng vặt. Nhỏ gọn mà tiết kiệm nguyên liệu. Giá tiền thì chỉ có 195 triệu đồng. Sản xuất những năm 2009 các bác nhá. Form dáng rất là ok. Và đây là một mẫu xe Hyundai Grand i10. Vâng, Hyundai Grand i10 sản xuất 2013. Số sàn, máy của nó 1.1 máy xăng, mang biển kiểm soát 15A11792. Với giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 177 triệu đồng. Vâng, 177 triệu đồng. Sơn xi thì màu trắng ngọc trinh các bác nhá. Sơn xi màu trắng ngọc trinh rất là đẹp. La răng đúc 4 bánh, lốp dép rất là dày dặn. Con này là xe tư nhân gia đình sử dụng, không taxi, không dịch vụ các bác nhá. Với giá tiền trước này là 177 triệu đồng.
Vâng, 177 triệu đồng. Chiếc này được trang bị màn hình cam nồi đầy đủ, các anh em, màn hình cam nồi đầy đủ. Đấy. Tư nhân chính chủ biển kiểm soát Hải Phòng. Đăng kiểm thì đến tháng 1 năm 2022. Đấy, 177 triệu đồng các anh nhá. Và sau đây em sẽ tiến sâu bên trong đây, còn rất là nhiều những xe bản hatchback một đầu các anh nhá. Mua về tập đi tập lái này. Đây là một mẫu xe Daewoo và Matiz. Đó, vâng, Daewoo và Matiz các bác nhá. Sản xuất những năm 2005. Máy lổ một còi kêu 4 bánh quay đều, mang biển kiểm soát Điện Biên 27A. Hiện tại ở trước này bên em đang chào bán với giá là 55 triệu đồng các bác nhá. Vâng, 55 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Daewoo Matiz nhỏ gọn và tiết kiệm nguyên liệu các bác nhá. Nhỏ gọn tiết kiệm nguyên liệu, sang ngăn như người luôn. Đấy, con này đặc biệt đã được độ lên đè lổ Stratop. Đấy, đè lổ Stratop các bác nhá. Đấy, máy lổ còi kêu điều hòa mát. Đấy, giá tiền thì chỉ có 55 triệu đồng. Vâng, 55 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Daewoo Matiz sơn si thì màu trắng ngọc trinh, mang biển kiểm soát Điện Biên. Và đây là một mẫu xe Daewoo Matiz nữa này. Có năm sản xuất 2007 các bác nhá. 2007. Đăng kiểm đến tháng 4 năm 2022, mang nước sơn màu trắng này. Đấy, mang biển kiểm soát Hà Nội 30A. Giá tiền là 68 triệu đồng. Vâng, 68 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Daewoo Matiz bản SE các bác nhá. Bản SE là bản đủ các bác nhá. Đấy. Tư nhân chính chủ biển Hà Nội. Đấy. Đây là một mẫu xe nhỏ gọn mà tiết kiệm nguyên liệu. Đấy, máy lổ mà còi kêu 4 bánh mà xoay đều, điều hòa mát. Đó. Mua về tập đi tập lái, tránh mưa tránh nắng các bác nhá. Tập đi tập lái tránh mưa tránh nắng rất là ok. Đấy, giá tiền thì chỉ có 68 triệu đồng. Đấy, Daewoo Matiz sản xuất những năm 2007 các bác nhá. Đấy, mang biển kiểm soát Hà Nội, sơn si thì màu trắng này. Và tiếp tục đây là một mẫu xe, này là mẫu xe Kia Morning. Vâng, Kia Morning sản xuất 2010. Đấy, phiên bản là số tự động, số đi rắc, máy eco. Đấy, sơn si thì màu trắng các bác nhá. Nội thất ghế da vẫn còn nguyên bản theo xe. Đây là một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng các bác nhá, tư nhân gia đình sử dụng luôn. Đấy, với giá tiền trước này là 220 triệu đồng. Vâng, 220 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Kia Morning. Đấy, form dáng rất là đẹp, sơn si thì màu trắng, mang biển kiểm soát Hải Phòng. Đấy, 220 triệu đồng. Đấy, bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này mua được giá nào cứ alo cho em. Và đây là một mẫu xe Toyota Wingo. Vâng, Toyota Wingo có năm sản xuất 2018, hồ sơ thì em đã rút về tên em rồi. Đấy, bác nào mà đúng chân mẫu xe này em sẽ bao gồm phí sang tên cho các bác nhé. Đấy, bao sang tên cho các bác luôn. Giá tiền thì 275 triệu đồng, bao phí gồm phí sang tên cho các bác nhé. Trang bị la răng đúc 4 bánh này, sơn si thì màu đen, bản hatchback một đầu. Đấy, giá tiền thì 275 triệu đồng các bác nhé. Đấy, 275 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Toyota Wingo. Đấy, màn hình đầy đủ đây. Đấy, bô lăng của nó là bô lăng 3 chấu, hai trang bị hai túi khí an toàn các bác nhá, ABS đầy đủ, chống trơn, chống trượt, chống bó cứng, mang nước sơn màu đen. Đấy, tư nhân một chủ sử dụng từ mới, hồ sơ thì cầm tay. Đấy, bác nào mà quan tâm mẫu xe này em sẽ bao gồm phí sang tên cho các bác nhá. Và đây là một mẫu xe tập đi tập lái nữa này, đó là một mẫu xe Daewoo Matiz có năm sản xuất 2008 các bác nhá, 2008. Số sàn máy 0.8, máy xăng, mang biển kiểm soát 30K 3787 các bác nhá. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là chỉ có 68 triệu đồng. Vâng, 68 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Daewoo Matiz sản xuất những năm 2008, máy lổ một còi kêu 4 bánh quay đều, điều hòa mát. Đấy, 68 triệu đồng các bác nhá. Đấy, sơn si thì màu trắng ngọc trinh. Đấy, rất là đẹp các bác nhá. Đấy, rất là ok. Và đây là một mẫu xe Daewoo Matiz nữa này. Đấy, rất là nhiều Matiz các bác nhá. Con này là sản xuất 2005 các bác nhá, 2005. Mang nước sơn màu xanh. Đấy, với giá tiền trước này là 56 triệu đồng. Vâng, 56 triệu đồng. Nốp dép của nó khá là dày dặn luôn này. Sau đây em sẽ tiến vào phần nội thất này. Vâng, nội thất đây, ghế da này. Đấy, sạch sẽ các bác nhá, ghế da sạch sẽ đẹp đẽ luôn. Đấy, một mẫu xe Daewoo Matiz. Đấy, máy lổ mà còi kêu 4 bánh quay đều, điều hòa rất là mát luôn các bác nhá. Giá tiền là 56 triệu đồng.
các bác đã sở hữu một mẫu xe Daewoo Matiz mang nước sơn màu xanh đấy, khoác trên mình một bộ áo màu xanh, và đây là một bộ áo màu bạc này đấy, mang biển kiểm soát 15A12649, một mẫu xe Daewoo Matiz sản xuất 2008 đấy, biển thì hơi xấu một chút các bác nhá, biển đằng sau là biển 49 này đấy, đăng ký 5 chỗ ngồi, giá tiền trước này là 68 triệu đồng. Vâng, 68 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Daewoo Matiz sản xuất 2008 các bác nhá. Đấy, số sàn máy 0.8 máy xăng. Và con này là sản xuất 2006 các bác nhá. Đấy, Daewoo Matiz bản SE sản xuất 2006. Đấy, giá tiền 62 triệu đồng. Đấy, 62 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Daewoo Matiz máy lổ mà còi kêu 4 bánh quay đều, điều hòa mát. Đó. Với giá tiền là 62 triệu đồng. Đấy, các bác đã sở hữu một mẫu xe tập đi tập lái tránh mưa tránh nắng các bác nhá. Đấy, chập tập đi tập lái tránh mưa tránh nắng. Đây là một mẫu xe Hyundai và Getz. Đấy, Hyundai Getz các bác nhá. Có năm sản xuất 2010, bản đủ mà bô lăng gật gù. Đấy, trang bị hai đèn trần, mang biển kiểm soát Tuyên Quang 22A. Giá tiền trước lại là 156 triệu đồng, trang bị la răng đúc 4 bánh nha. Đấy, lốp dẹp rất là ok. Đấy, với giá tiền là 156 triệu đồng, các bác đã sở hữu một mẫu xe này là mẫu xe Hyundai Getz các bác nhá. Hàng nhập khẩu nguyên trước từ Hàn Quốc luôn. Đấy, hàng nhập khẩu các bác nhá, Hyundai Getz. Và đây là một mẫu xe Chevrolet Spark. Vâng, Chevrolet Spark có năm sản xuất 2015. Đấy, con này là bản đủ các bác nhá. Con này là taxi ấn vàng ra này. Đấy, taxi ấn vàng ra các bác nhá. Giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 162 triệu đồng cho một mẫu xe Chevrolet Spark sản xuất 2015. Đấy, con này là bản đổ các bác nhá. Đấy, bản đổ. Đấy, máy con này vẫn còn zin. Đấy, tuy rằng KV thải hồi, KV đầu sơn nhưng mà KV vẫn còn zin các bác nhá. Đấy, KV vẫn còn zin luôn. Giá tiền trước này là 162 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Chevrolet Spark. Đấy, form mới, form siêu nhân. Và đây là một mẫu xe i10, vâng, Hyundai Grand i10, hàng nhập khẩu nguyên trước từ Ấn. Đấy, sản xuất 2016 các bác nhá. Sản xuất 2016. Số sàn máy của nó 1.0, con này là bản thiếu các bác nhá. Nhưng mà con này là xe gia đình không taxi các bác nhá, mang biển kiểm soát 51F. Đấy, con này hồ sơ thì em đã rút về tên rồi. Đấy, rút về tên em rồi các bác nhá. Đấy, nội thất ghế lễ nguyên bản này. Với giá tiền là trước này bên em đang chào bán với giá là 218 triệu đồng các bác nhá. Vâng, 218 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe i10 nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn, bản hatchback màu đỏ. Và tiếp tục đây là một mẫu xe này là mẫu xe Hyundai Getz. Vâng, Hyundai Getz có năm sản xuất 2010, mang biển kiểm soát 16L 3202. Đấy, máy chất gầm chắc, cô số ngọt, la răng đúc, lốp dép rất là dày dặn luôn các bác nhá. Giá tiền 158 triệu đồng. Ghế lễ của nó vẫn còn nguyên bản theo xe. Vâng, 158 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Hyundai Getz nhập khẩu nguyên trước từ Hàn Quốc. Đấy, trang bị túi khí an toàn cho người lái các bác nhá. Màn hình thì cam nổi đầy đủ luôn. Đấy, sơn xi thì màu vàng. Đấy, giá tiền là 158 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Hyundai Getz nhỏ gọn, tiết kiệm, đấy, hàng nhập khẩu nguyên chiếc. Và đây là một mẫu xe Kia K3. Vâng, Kia K3 có năm sản xuất 2014, đăng ký và lăn bánh lần đầu 2015. Đấy, sơn xi thì màu trắng, bản sedan hai đầu. Đấy, Crocancho, ga tự động, đấy, điều hòa auto, kính auto. Giá tiền là 365 triệu cuộc tình các bác nhá. Vâng, 365 cuộc tình, các bác đã sở hữu một mẫu xe Kia K3 sản xuất 2014. Và đây là một mẫu xe Kia Morning. Vâng, Kia Morning có năm sản xuất 2007, đăng ký và lăn bánh lần đầu 2008, hàng nhập khẩu nguyên trước Hàn Quốc. Đấy, số tự động máy 1.0. Đây là một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng, với giá tiền trước đây là 169 triệu đồng. Vâng, 169 triệu đồng, các bác đã sở hữu một mẫu xe Kia Morning. Nhỏ gọn mà tiết kiệm nguyên liệu các bác nhá, nhỏ gọn mà tiết kiệm nguyên liệu. Đây là một mẫu xe Mazda 2S. Vâng, Mazda 2S sản xuất 2014. Phiên bản là số tự động, máy của nó là 1.5 máy xăng.
Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 328 triệu đồng các bác nhá. Vâng, 328 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe này, mẫu xe Mazda 2S. Đấy, thương hiệu Nhật Bản, nội thất ghế da nguyên bản, màn hình cam nồi mà đầy đủ các bác nhá. Vâng, màn hình cam nồi đầy đủ luôn. Đấy, rất là ok. Giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 328 triệu đồng các bác nhá. Vâng, 328 triệu đồng. Và đây là một mẫu xe Daewoo Gencha. Vâng, Daewoo Gencha. Daewoo Gencha X, hàng nhập khẩu nguyên trước từ Hàn Quốc, bản hatchback một đầu. Đấy, máy 1.2, máy xăng. Đây là một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng, không taxi, không dịch vụ, Lara Group 4 bánh. Đấy, trang bị túi khí ABS đầy đủ. Gương kính chỉnh điện và cụp xe. Giá tiền 205 triệu đồng. Đấy, bô lăng 4 chấu rất là ok. Đấy, 205 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Daewoo Gencha, Gencha X nhập khẩu các bác nhá. Đấy, số tự động máy 1.2. Đây là một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng, không taxi, không dịch vụ các bác nhá. Và đây là một mẫu xe Kia và Forte. Kia Forte sản xuất 2009 này. Phiên bản là số tự động có nhà máy 1.6 máy xăng. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 295 triệu đồng. Vâng, 295 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Kia Forte nhập khẩu nguyên trước từ Hàn Quốc, bản sedan 2 đầu, máy 1.6, bản full cửa sổ trời. Đấy, 295 triệu đồng các bác nhá. Và đây là một mẫu xe tập đi tập lái tránh mưa tránh nắng. Đó là một mẫu xe Mazda 626. Vâng, Mazda 626. Có năm sản xuất 2001996. Đấy, 2001996 các bác nhá. Vẫn còn mang biển 4 số, tư nhân chính chủ biển Hà Nội. Giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 75 triệu đồng. Vâng, 75 triệu đồng các bác nhá. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Mazda thương hiệu Nhật Bản. Và đây là một mẫu xe Toyota, Toyota Vios, là một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng cuối đá đứng đầu bảng. Giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 328 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2016 các bác nhá. Sản xuất 2016, form mới rất là đẹp, nội thất tươi. Đấy, điều hòa mát. Đấy, túi khí và ABS đầy đủ luôn các bác nhá. Đấy, túi khí và ABS đầy đủ này. Nội thất này, ghế da, đấy, màu kem. Màn hình Android cam nồi. Đấy. Đấy, con Mazda này các bác này, Mazda này. Đấy. Tuy rằng sản xuất những năm 1996 nhưng mà xe rất là đẹp, màn hình cam nồi đầy đủ các bác nhá. Màn hình cam nồi đầy đủ luôn. Và đây là một mẫu xe tắc kè hoa. Đó là một mẫu xe mẫu xe này là mẫu xe Kia. Vâng, Kia. Con này là Kia. Kia thì quên mất nhỉ. Kia Cerato. Đấy, Kia Cerato sản xuất 2007 các bác nhá. Đấy, nhiều quá, lú đầu các bác nhá. 2007, số sàn máy 1.6 với giá tiền là 155 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Kia Cerato, tư nhân chính chủ lữ sử dụng luôn. Màn hình cam nồi đầy đủ này. Đấy, nội thất thì ok, tươi mới sạch sẽ các bác nhá. Đấy, tươi mới sạch sẽ các bác nhá. Đấy, giá tiền 155 triệu đồng. Và đây là một mẫu xe này, mẫu xe Fiat. Vâng, Fiat sản xuất năm 2002 các bác nhá, 2002. Giá tiền 55 triệu đồng. Vâng, 55 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Fiat sản xuất năm 2002, mua về tập đi tập lái tránh mưa tránh nắng các bác nhá. Đấy, tập đi tập lái tránh mưa tránh nắng ok. Đấy. Và đây là một mẫu xe này là mẫu xe Y20. Đấy. Hyundai i20 nhập khẩu nguyên trước từ Ấn, tư nhân gia đình sử dụng, biển kiểm soát Linh Bình. Đấy, vẫn còn biển một chủ, con này là một chủ sử dụng từ đầu các bác nhá. Giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 275 triệu đồng. Vâng, 275 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe i20. Đấy, hàng nhập khẩu nguyên trước từ Ấn các bác nhá. Hàng nhập khẩu nguyên trước, sơn xi thì màu bạc này. Đấy, sơn xi màu bạc các bác nhá. Đấy, rất là ok. Đấy, xe rất là đẹp các bác nhá. Một chủ sử dụng từ đầu. Nội thất này các bác này. Đấy, em sẽ đi vào phần nội thất này. Đấy, ghế da này rất đẹp luôn. Đấy, tích hợp bàn phím chung bô lăng.
Bố làm bốn chấu. À, con đấy để đánh xuống chỗ Hùng Vương mà làm tải lâu lắm. Sang nơi chưa? Rồi, tôi đợi tí rồi anh về anh nhé. 275 triệu đồng, sản xuất 2011, số tự động máy 1.4. Đấy, và chiếc Toyota Vios xe taxi ra thì hôm qua em đã bán về cho bác Thanh Hóa các bác nhá. Và đây là một mẫu xe này, là mẫu xe Trend và LED Avel. Vâng, Trend và LED Avel. Có năm sản xuất 2015 các bác nhá. Đấy, phiên bản này là phiên bản số sàn, máy của nó là 1.5 máy xăng. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 230 triệu đồng các bác nhé, 230 triệu đồng xe Avel. Và đây là một mẫu xe này là mẫu 230 triệu, nay em giảm giá còn có 215 triệu các bác nhé, xin lỗi các bác, giảm giá còn 215 triệu thôi. Và đây là một mẫu xe Daewoo Cello. Vâng, Daewoo Cello có năm sản xuất 2000 1996, với giá tiền 38 triệu đồng. Vâng, 38 triệu đồng. Máy lỗ mà còi kêu, 4 bánh quay đều, điều hòa mát là ok. Và đây là một mẫu xe Daewoo Matiz sản xuất 2008 bản SE. Đấy, tư nhân chính chủ biển Hải Phòng. Đấy, lốp xe rất là dày dặn các bác nhá. Giá tiền trước này là 68 triệu đồng. Đấy, con này vừa mới cập bến cửa hàng các bác nhá. Đấy, sơn xi thì chưa dọn, mai em sẽ cho đi sơn quay lại cả xe các bác nhá. Đấy, sơn quay lại cả xe luôn. Và đây là một mẫu xe này là mẫu xe Toyota. Vâng, Toyota Vios. Có năm sản xuất 2010, bản Nimo nâng kịch đồ, với giá tiền là 189 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Toyota Vios, gương kính chỉnh điện, cột xe la ram đúc 4 bánh, sơn xi thì màu vàng cát, biển kiểm soát Quảng Ninh. Đấy, 189 triệu đồng các bác nhé. Và đây là một mẫu xe Daewoo Gentra. Vâng, Daewoo Gentra có năm sản xuất 2010, bản sedan 2 đầu, máy của nó là 1.5 máy xăng. Đây là một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng, biển kiểm soát Hà Nội, với giá tiền 155 triệu đồng các bác nhé. Vâng, 155 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Daewoo Gentra bản sedan. Và đây là một mẫu xe này là mẫu xe mang biển kiểm soát 34A22199. Đó là một mẫu xe Kia Forte có năm sản xuất 2009, số tự động máy 1.6, với giá tiền 286 triệu đồng các bác nhé. Vâng, 286 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe này là mẫu xe Kia Forte nhập khẩu, bản phun cửa sổ trời, la răng đúc 4 bánh, khí ABS đầy đủ. Và đây là một mẫu xe Hyundai MG Ram i10 bản sedan hai đầu, bản đủ, tư nhân chính chủ, biển kiểm soát Hải Dương, 34A. Đấy, con này là bản đủ các bác nhá, xe gia đình sử dụng luôn. Với giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 279 triệu đồng các bác nhá. Vâng, 279 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Hyundai MG Ram i10 nhập khẩu nguyên trước từ Ấn, sản xuất 2016, bản đủ các bác nhá, bản đủ và bản sedan hai đầu. Và đây là một mẫu xe này là mẫu xe Hyundai ASEAN. Vâng, Hyundai ASEAN có năm sản xuất 2015. Đấy, 2015. Một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng luôn, mang biển kiểm soát 14A, biển Quảng Ninh. Với giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 339 triệu đồng các bác nhá. Vâng, 339 triệu đồng. Đây là một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng, không taxi, không dịch vụ, bản sedan hai đầu. Đấy, 339 triệu đồng. Đấy, nội thất này, ghế da trang bị hai màu rất đẹp, màn hình cam lùi, màn hình Android các bác nhá, rất là ok. Đấy, 339 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe này là mẫu xe Hyundai ASEAN, rất đẹp. Và đây là một mẫu xe Toyota. Vâng, Toyota Vios có năm sản xuất 2010, số sàn máy 1.5 máy xăng. Đấy, sơn xi màu đen, mang biển kiểm soát Quảng Ninh, 14A. Đấy, 40440. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 190 triệu đồng các bác nhá. Vâng, 190 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe này là mẫu xe Toyota Vios thương hiệu Nhật Bản các bác nhá. Đấy, bản sedan rất là đẹp luôn. Và tiếp tục đây là một mẫu xe này là mẫu xe Hyundai Avante. Vâng, Hyundai Avante
Con Long sản xuất 2012. Số sàn máy của nó là 1.6 máy xăng. Đấy, mang biển kiểm soát 17A. Đấy, một chủ sử dụng từ đầu, giám đốc công ty đi các bác nhá. Đấy, xe của giám đốc đi luôn. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhá. Máy số zin, keo chỉ zin, sơn xi thì màu trắng ngọc trinh. Đấy, giá tiền trước này là 288 triệu đồng. Đấy, xe đẹp xuất sắc luôn. Đấy, không tì vết các bác nhá, không có lỗ nhỏ luôn. Đấy, với giá tiền 288 triệu đồng, các bác đã sở hữu một mẫu xe Hyundai Avante. Đấy, sơn xi thì màu trắng, la răng đủ bốn bốn bánh các bác nhá, túi khí ABS đầy đủ. Và đây là một mẫu xe Trend và Lát Avel. Vâng, Trend và Lát Avel. Con Lâm sản xuất 2017 các bác nhá, 2017. Số sàn máy của nó là 1.4 máy xăng. Với giá tiền là 250 triệu đồng. Đấy, bác nào mà quan tâm mẫu xe này, đấy, giả giá thoải mái các bác nhá, mua được giá nào cứ alo cho em. Và đây là một mẫu xe Mercedes. Vâng, Mercedes. Con Lâm sản xuất 2004, đăng ký và lăn bánh là đầu 2007, C240. Động cơ V6, máy 2.6 máy xăng, tư nhân một chủ sử dụng từ đầu. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 195 triệu đồng các bác nhá. Vâng, 195 triệu đồng. Tiếp tục đây là một mẫu xe này, là mẫu xe Daewoo. Con này là một mẫu xe này là mẫu xe Trend và Lát Avel. Vâng, Trend và Lát Avel. Con Lâm sản xuất 2017, số sàn máy 1.4 máy xăng. Với giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 250 triệu đồng các bác nhá. Vâng, 250 triệu đồng bao hồ sơ, bao vận chuyển toàn quốc. Và đây là một mẫu xe Toyota này. Đấy, Toyota Vios sản xuất 2000. Con này là sản xuất 2016 các bác nhá. Đấy, sơn xi thì màu vàng cát, mang biển kiểm soát Hải Phòng. Đấy, form mới rất là đẹp. Giá tiền trước này là 328 triệu đồng. Con này là bản E xịn các bác nhá. Đấy, bản sedan hai đầu, máy 1.5 máy xăng. Đấy, một mẫu xe sơn xi rất là đẹp, thương hiệu Nhật Bản các bác nhá. Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ đặt tại thôn Hồng, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Em vừa quay tổng hợp tất cả những mẫu xe bản sedan hai đầu, bản hatchback một đầu, hàng nhập hàng Việt, số tự động, số sàn có đủ. Có nào mà quan tâm một trong những mẫu xe nào hiện đang có tại cửa hàng bên em, hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em những video lần sau ạ.